Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Sau đây là tin tức cập nhật về thị trường tiền ảo và giá Bitcoin mới nhất ngày hôm nay. Ý kiến của bạn về giá tiền ảo cuối năm nay sẽ tăng mạnh hay tiếp tục lao dốc? Hãy để lại comment bên dưới nhé! Giá Bitcoin hôm nay ngày 22 tháng 7, đảo chiều gấp, tăng chóng mặt. Bitcoin, tiền ảo giá trị nhất thế giới, bất ngờ tăng dựng đứng sau chuỗi ngày giao dịch ảm đạm và rơi về dưới 30.000 USD. Theo Coindex, giá Bitcoin đầu ngày hôm nay ngày 22 tháng 7 giao dịch tại mức 32,2.000 USD một Bitcoin, tăng 7,8%, tương đương mỗi đồng coin tăng thêm 2.302 USD. Giá tăng mạnh phản ánh tâm lý tích cực trong nỗ lực đảo ngược xu hướng giảm kéo dài một tháng, chủ yếu do sự không chắc chắn về quy định. Thị trường tràn ngập sắc xanh khi đa số tiền ảo vốn hóa lớn tăng mạnh. Đà tăng mạnh mẽ của nhóm tiền ảo vốn hóa lớn giúp vốn hóa thị trường tăng 8,5% lên 1.300 tỷ USD. Theo nhà giao dịch chuyên nghiệp Zanner, tiền ảo hàng đầu khó có thể lấy lại mốc giá kỷ lục trong tháng 6 trên trong ngắn hạn. Tuy nhiên trong dài hạn thì điều này hoàn toàn khả thi. Trong hội nghị The Bigwood, Mood đã thúc đẩy tâm lý lạc quan khi ông thông báo rằng SpaceX, một trong những công ty do ông thành lập, nắm giữ Bitcoin trên bảng cân đối kế toán của mình. Tỷ phú Mood cũng tuyên bố rằng cá nhân ông sở hữu Ethe. Thông báo này đã góp phần làm tăng giá trên các loại tiền điện tử vào thứ tư, với Ethereum lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.000 USD kể từ ngày 14 tháng 7. Chúng tôi thấy rằng khối lượng giao dịch đã tăng ở các mức giá thấp hơn, có lẽ là do mọi người đang mua giá giảm. Cũng có nguồn tin cho rằng những lo ngại về môi trường đang bắt đầu giảm bớt khi các thợ mỏ điều chỉnh hoạt động để giảm lượng khí thải carbon của họ. Kết quả có thể khuyến khích những nhà đầu tư lớn hơn chờ đợi một thời điểm thích hợp để phân bổ tiền cho tiền điện tử, trong khi hoàn thành nhiệm vụ về môi trường, xã hội và quản trị của họ. Việc cấm khai thác tiền điện tử của Trung Quốc đã cải thiện đáng kể tác động môi trường của Bitcoin khi các thợ mỏ hướng đến những nguồn năng lượng rẻ nhất trên hành tinh, những nguồn năng lượng thường xuyên hơn là không thể tái tạo, và rất nhiều thiết bị khai thác cũ hơn và kém hiệu quả hơn đã bị loại bỏ. Các tìm kiếm trên Google về Bitcoin đã giảm kể từ tháng 3 năm 2020, trùng với đợt bán tháo tiền điện tử. Mức độ quan tâm tìm kiếm tương đối hiện tại vẫn chưa ở mức thấp nhất năm 2017. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy nhiều nhà đầu tư bán lẻ và công chúng nói chung đã biết đến Bitcoin trước khi có những biến động giá gần đây trong năm nay. Elon Musk, Bitcoin sẽ được chấp nhận thanh toán nhưng vẫn phải chờ. Elon Musk đã ám chỉ rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đang trên đường hướng tới tương lai xanh hơn, nhưng Tesla vẫn chưa chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Phát biểu tại The Bigwood, một sự kiện Bitcoin ảo, Elon Musk nói rằng Tesla rất có thể sẽ xem xét việc tiếp tục thanh toán bằng Bitcoin cho các phương tiện của mình, một chính sách mà Elon Musk đã ngừng hoạt động vào tháng 5, nhưng nói rằng anh cần phải thận trọng trước khi đưa ra quyết định. Musk chia sẻ, có vẻ như đang có một xu hướng tích cực trong việc sử dụng năng lượng của Bitcoin, Elon Musk cho biết, đồng thời bày tỏ sự hoài nghi về tốc độ mà mạng lưới đã hướng tới các nguồn năng lượng xanh. Về cơ bản, không có cách nào bạn có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba lượng năng lượng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy bằng năng lượng tái tạo. Sứ mệnh của Tesla là thúc đẩy năng lượng bền vững. Chúng tôi không thể làm điều đó. Có vẻ như Bitcoin đang chuyển hướng nhiều hơn sang năng lượng tái tạo, và một loạt các trang trại khai thác sử dụng năng lượng từ than đá đã bị đóng cửa, đặc biệt là ở Trung Quốc. Tôi cần thời gian để xác nhận rằng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo rất có thể ở mức hoặc trên 50%, và con số đó có xu hướng tăng. Nếu vậy, Tesla sẽ tiếp tục chấp nhận Bitcoin. Như tạp chí Bitcoin đã báo cáo, hồi tháng 4, Musk cho biết Tesla đã bán một phần Bitcoin nắm giữ với số tiền thu được vào khoảng 272 triệu đô la vào thời điểm đó, để chứng minh tính thanh khoản của tài sản thay thế cho tiền mặt. CEO Tesla không tiết lộ bao nhiêu tài sản tiền điện tử mà cá nhân sở hữu, nhưng từng khoe đã mua giò coi cho đứa con trai chưa đầy một tuổi của mình. Cá voi tiếp tục hấp thụ Bitcoin trong đà bán tháo. Số liệu cho thấy giới thợ đào đang đẩy Bitcoin lên các sàn để thanh lý, trong khi các nhà đầu tư cá voi hiện tranh thủ mua vào. Cụ thể, ngày 17 tháng 7, các thợ đào chuyển hơn 98 Bitcoin lên sàn để bán ra. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 3 tháng 11 năm 2020, tổng lượng Bitcoin mà cá voi nắm giữ đạt trên 57.000 đơn vị, tương đương gần 1,7 tỷ USD.
lượng mua vào của các nhà đầu tư cá voi gần tương đương toàn bộ số Bitcoin bán ra trong hơn 2 tháng qua. Nhà phân tích Colin WU cho biết, các nhà đầu tư đã thanh lý hơn 135 triệu USD giá trị ban tổ chức chỉ trong vòng 1 giờ. Giao dịch có giá trị lớn nhất diễn ra trên sàn giao dịch Bybit có tổng giá trị hơn 4,51 triệu USD. Mỹ thưởng 10 triệu USD Bitcoin cho tin an ninh mạng. Đây được coi là lần đầu tiên trong lịch sử một chính phủ sử dụng Bitcoin để thanh toán cho hoạt động của mình. Chính phủ Mỹ mới đây cho biết sẽ trả cho người tố giác, cung cấp thông tin về các cuộc tấn công mạng một khoản tiền thưởng lên tới 10 triệu USD bằng Bitcoin. Theo đó, trước những mối đe dọa an ninh mạng ngày càng nghiêm trọng, chính phủ Mỹ lập ra chương trình phần thưởng cho công lý, một kênh nhận báo cáo các lỗ hổng bảo mật Dark Web để bảo vệ các thông tin quan trọng. Chương trình này hiện làm việc với các đối tác để xử lý thông tin nhanh chóng và thanh toán phần thưởng cho các nguồn cung cấp thông tin. Các khoản thưởng có thể bằng tiền điện tử. Cụ thể, phần thưởng được chi trả bởi cơ quan an ninh ngoại giao. Cơ quan này muốn nhận được các thông tin nhận dạng hoặc vị trí của bất kỳ người nào, các hoạt động theo chỉ đạo hoặc dưới sự kiểm soát của chính phủ nước ngoài, thông tin về sự tham gia vào các hoạt động mạng độc hại, chống lại cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ, vi phạm đạo luật lạm dụng và lừa đảo máy tính. Điều đó có nghĩa, trước hết chính phủ này phải mua sở hữu số Bitcoin trị giá 10 triệu USD. Thứ hai, chính phủ sẽ không cấm các dịch vụ thanh toán bằng tiền mã hóa. Đặc biệt, nói cách khác, đây là sự thừa nhận rằng Bitcoin là hình thức thanh toán rất an toàn vì chính phủ Mỹ cần giữ bí mật danh tính cho người cung cấp thông tin. Hãy đăng ký kênh để cập nhật thông báo mới nhất hàng ngày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.